đi chơi trúng ngày thứ sáu ngày 13 đen còn hơn cái đít ấm đầu tiên đó là mua bánh mì xui tập 1 quyết định mua thêm chai nước để nó đẩy cái ổ bánh mì xui tập 2 đến khi lấy được ổ bánh mì buồn mà không dám nói với ai tại sợ nó nói mình do ăn ở mọi người đang đói bụng đó thịt thì cũng gần chín rồi mỗi tội là hơi bị dính cát vào bếp pha cà phê một tiếng đồng hồ sau mới bước ra không phải vô uống lâu đâu mà là bận lau dọn cuối cùng thì cũng được ăn mà kiểu này chắc phải le lưỡi liếm chứ bỏ ổn <laughs>